Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Lê Minh Hoan đã triệu tập cuộc họp gấp để giải cứu ngành chăn nuôi heo khi mà giá thịt heo ở Việt Nam đang thấp kỷ lục. Tham dự hội nghị còn có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến thực phẩm như là CP Việt Nam, Dabaco Việt Nam, Massa hay là Lái Thiêu. Đánh giá về tình hình nguy cấp của ngành chăn nuôi, Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Hiện nay các sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở nước ta đang vượt xa mức tiêu thụ ở thị trường nội địa. Trong đó đặc biệt là mặt hàng thịt lợn đang đối mặt với những bất lợi về thị trường. Giá thịt lợn loại tốt, khối lượng trung bình từ 100 cho đến 110 kg trên một con có nơi đã xuống dưới 35.000 đồng trên 1 kg. Và thậm chí ở miền Bắc đã xuất hiện mức giá 32.000 đồng trên 1 kg đối với đàn lợn loại 1 và chưa có dấu hiệu dừng lại cho dù chỉ vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022. Đây là mức giá heo hơi thấp nhất từ trước đến nay và người ta đã so sánh với giá heo hơi thời kỳ năm 2017 và cũng là mức giá thấp nhất trên thế giới. Nếu tình trạng này kéo dài thì phần lớn các hộ chăn nuôi và ngay cả những các trang trại lớn cũng sẽ không trụ được. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định. Còn theo đại diện công ty CP Việt Nam, để giải cứu thịt lợn, công ty CP đã phải tăng cường bán thịt heo miếng, chế biến thành xúc xích, thuê kho đồng lạnh, tăng cường chế biến sâu. Tuy nhiên, một số nông dân đang cố gắng phay mượn để giữ đàn lợn và cho rằng giá lợn hơi trong vài tháng tới sẽ có xu hướng tăng hay có thể xuất đi được nước ngoài. Do vậy, nhà nước cần có chính sách rõ ràng để người nông dân có hướng chăn nuôi. Công ty CP cũng hứa sẽ giảm đàn lợn và giá thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ người nông dân. Còn theo đại diện Dabaco cho biết, đơn vị này đã phải giảm giá bán con giống, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho người chăn nuôi, không để xảy ra dịch bệnh, không tiếp tục tăng đàn, áp dụng biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất đàn lợn nái. Đà kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường để cảnh báo cho người chăn nuôi và các doanh nghiệp. Trước đó Dabaco đã dự báo năm 2021 thị trường thịt lợn sẽ rất khó khăn nhưng không thể hình dung ra thị trường lại sụt giảm sâu như hiện nay. Vì vậy, phải tạm dừng nhập khẩu để giải quyết nguồn cung dư thừa ở trong nước. Còn theo anh Võ Anh Dũng, đại diện công ty Nam Hà Nội cho rằng bà con hiện nay nắm bắt kênh thông tin khá hạn chế, thấy giá cao là ồ ạt vào đàn, mong sau này bán kiếm lời. Nhưng thật không may là dịch Covid-19 lại diễn biến rất phức tạp trong 3 tháng qua, khiến cho heo quá lứa không xuất được lên đến 30%. Còn theo vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lê Minh Hoan cho rằng phải triệu tập cuộc họp cấp này vì là suốt nửa năm qua giá heo hơi liên tục sụt giảm. Những ngày này có lẽ là cực điểm khi giá thịt heo thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo Hoàn có hai nguyên nhân chính khiến cho giá hơi rất thơi thảm. Thứ nhất đó là nguồn cung đang lớn hơn là cầu, đây là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thứ hai là phải nghiêm túc nhìn nhận việc tổ chức ngành thịt heo chưa tốt. Trong tổ chức sản xuất, quy mô trang trại vừa và lớn chiếm 45%, còn lại là quy mô nhỏ lẻ với 3 triệu hộ chăn nuôi quy mô nhỏ khiến cho giá thành chăn nuôi cao. À, vì vậy mà dẫn đến khi có sự cố thị trường thì rất thiệt thòi cho nông dân sản xuất nhỏ. Bên cạnh đó dịch Covid-19 cũng có những diễn biến phức tạp khiến cho việc lưu thông, vận chuyển cũng như là tiêu dùng đã giảm mạnh so với trước. Về giải pháp tạm thời, Bộ trưởng đề nghị trước mắt hạ ngay yếu tố đầu vào như là cám, thuốc thú y trên cơ sở giả soát công tác quản trị, chia sẻ khó khăn đối với người chăn nuôi. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay đã có sự khởi sắc hơn đối với thị trường miền Bắc. Mức giá 36 cho đến 38.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, ở một số địa phương thuộc khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ như Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, nhiều nơi giá hơi vẫn đang rơi vào mức thấp, dao động trong khoảng 32 cho đến 35.000 đồng trên 1 kg và thường rơi vào đàn heo F2, F3. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trong ngày hôm nay, Hà Nội có xuống tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg lên mức 34 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay vẫn giữ mức giá ổn định, phổ biến giao quanh 33 cho đến 38.000 đồng. Hải Dương 32 cho đến 36.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt Hà Nam trong ngày hôm nay tăng hai giá lên mức 33 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên tăng đến 2.000 đồng ở mức 33 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 35 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Nam Định 34 cho đến 37.000 đồng là phổ biến. Trong khi đó ở Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn một chút 32 cho đến 36.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng đối với đàn heo siêu ở một số huyện như Thanh Sơn, Thanh Thủy hay là đối với huyện Cẩm Khê. Mức giá 33 cho đến 35.000 đồng trên 1 kg phổ biến hơn. Tuy nhiên đối với đàn heo áp siêu ở khung này chỉ dao động trong khoảng 28 cho đến 30.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến mức giá 30 cho đến 36.000 đồng. Vĩnh Phúc giữ mức giá ổn định quanh ngưỡng 29 cho đến 36.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay tăng hai giá đối với đàn heo siêu. Heo siêu khu vực này có mức giá 35 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Áp siêu ở khu vực này chỉ do quanh 32 cho đến 34.000 đồng. Tuyên Quang phổ biến mức giá 29 cho đến 38.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 34 cho đến 36.000 đồng Cao Bằng trong ngày hôm nay cũng tăng hai giá lên mức 34 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 33 cho đến 38.000 đồng, Lai Châu 35 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 33 cho đến 37.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, khi nhận có tỉnh Thanh Hóa tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg lên mức 36 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến trong khoảng 36 cho đến 42.000 đồng Hà Tĩnh 37 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg Quảng Bình phổ biến mức giá 38 cho đến 41.000 đồng Quảng Trị trong ngày hôm nay giữ mức giá ổn định dao động trong khoảng 35 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg Huế trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 40 cho đến 42.000 đồng các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay thấp nhất phải kể đến tỉnh Bình Định chỉ dao động trong khoảng 37 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến mức giá 38 cho đến 42.000 đồng. Phú Yên 36 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận dao động trong khoảng 40 cho đến 42.000 đồng. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, mức giảm hầu như đang dừng lại Lâm Đồng là địa phương có mức giá phổ biến 38 cho đến 43.000 đồng. Các địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắc và tỉnh Đắk Nông trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 39 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, ghi nhận có hai địa phương có xu hướng tăng đó là tỉnh Vĩnh Long và Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay tăng hai giá lên mức 42 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long tăng 1.000 đồng ở mức 37 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại được cập nhật như sau. Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 36 cho đến 41.000 đồng. Bình Phước và Bình Dương do động trong khoảng 36 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 38 cho đến 43.000 đồng. Ở thị trường miền Tây, Long An 35 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang 34 cho đến 38.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 34 cho đến 40.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu 34 cho đến 38.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, phổ biến giao quanh 34 cho đến 38.000 đồng trên 1 kg. An Giang 37 cho đến 41.000 đồng. Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá 38 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang có mức giá thấp hơn, phổ biến trong khoảng 35 cho đến 40.000 đồng. Cà Mau 36 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg. Như vậy là theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay, các địa phương ở thị trường miền Bắc đã tăng trở lại và nhiều địa phương đã chạm mốc 40.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đợt tăng này vẫn diễn ra cục bộ khiến cho sự tranh lệch giá ở các tỉnh là khá lớn. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi